Chào các bạn. Mùa dịch này mình ở nhà chăm sóc con cái, được dạy con học, nấu cho con ăn, làm đủ thứ đồ bánh, nấu đủ thứ đồ ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi chứ rảnh mình muốn các bạn trồng hoa. Mình rảnh mình trồng hoa, mà mình trồng hoa gì để mình dễ chăm sóc, mình không bận biểu mà mình hưởng, mình được ngắm mỗi ngày. Đó là trồng hoa sen, trồng hoa súng đó. Các bạn biết không, mình trồng cây gì cũng phải là hoa gì cũng phải tưới mỗi ngày. Tưới nhiều nước là chết, tưới ít nước cũng chết, mà quên tưới không ra vườn một ngày, tưới nặng ngày nó cũng chết. Thì thôi, trồng mình nói với các bạn là nên trồng hoa súng hoa sen đi. Vì hoa súng về hoa sen á, các bạn trồng là không có bận biểu, nếu đi chơi cũng không không làm phiền con ơi phải tự cây cho mẹ, chồng ơi phải tự cây cho em. Rồi đến nếu mà trồng hoa thì hoa súng cũng được ngắm mỗi ngày mà màu cũng đẹp nữa. Hoa sen cũng vậy, mình trồng không lo tưới tắm gì trơn à. Chỉ hai tuần bỏ phân một lần, khi hoặc là một tháng bỏ phân một lần. Khi mình bỏ phân thì mình cũng cắt lá vàng xung quanh đi cho sạch sẽ đẹp đẽ thôi, rồi là cứ mỗi ngày được ngắm. Ngày nào cũng được ngắm hoa hết, một cái hoa súng cũng nở được 3 ngày, sáng nở chiều bấp. Hoa sen cũng vậy, là hoa, hai cái thứ hoa này á, là mình không có cần tưới tắm lắm. Nhiều khi mình bận con, mình lo vẽ bài, dạy bài cho con học, hoặc làm bánh, lo nấu ăn cho con, hoặc dọn dẹp nhà cửa, mình không ra cũng không sao, nó cũng không chết. Mình quên ra vườn 2 ngày cũng không sao, quên ra vườn 1 tuần cũng không sao, quên ra vườn 2 tuần 3 tuần cũng không sao. Quý vị đi chơi 2-3 tuần cũng không sao, về vẫn có hoa để ngắm đó. Rất rất là dễ cho chị em phụ nữ là bận biểu gia đình nhưng mà vẫn được trồng cây. Để nói chung là cái nhà ở bên Mỹ này thì cũng gọn gàng lắm, đâu có gì để dọn dẹp lắm đâu. Rồi mà nhà nào cũng có cái vườn mà. Rồi thì trừ mình trồng ngoài cái rau ăn mình chăm, mà ở đây cái ăn thì có bao nhiêu. Nhưng mà trồng cái hoa gì cũng, mình nghĩ trồng cái hoa gì cũng chăm, chị em mình cũng cực lắm. Đi làm rồi về nhà cũng nhiều việc lắm. Nhưng mà trồng hoa sen, hoa súng là không có bận rộn cho mình. Mình được ngắm mỗi ngày, cũng enjoy, thưởng thức nhiều màu lắm. Hôm nay thì mình có hai màu tím ha, hai màu tím vậy là màu trắng thôi, còn là mình có đến 6-7 màu lắm á. Mình có màu vàng nữa, rồi 3 màu nữa, trắng đỏ trắng vàng, nhiều nhiều màu nữa. Thành chi mình muốn nói các bạn lớn tuổi hoặc là các chị em phụ nữ, mình ngoài giờ chăm sóc gia đình ra rảnh rỗi thì mình được ngắm hoa, mà cái hoa này nó không bận biểu với mình, khi nào cũng chăm sóc cũng được hết. Một vài tuần ra thêm nước vô, 2 tuần ra bỏ phân một lần, nhưng mà được ngắm mỗi ngày. Hết lần là có hoa rồi, hoa súng á. Hết lần thì là có hoa rồi, có hoa cho tới lần luôn á. Đó. Mà súng hàng có nhiều loại, có loại là tới mùa đông tháng 10, tháng cuối tháng 9 mới có hoa. Bữa nay ngủ chưa lên, chưa dậy, tháng này mà có cây nó chưa dậy. Đó. Có cây nó chưa mọc lên. Nhưng mà không, theo mình nghĩ, chị em mình đã bận rộn rồi mà muộn ngắm hoa thì không có hoa gì mà dễ cho bằng hoa sữ, hoa súng, vậy là hoa sen. Còn hoa gì hằng bắt mình phải cực khổ hết, mình làm việc cho cả nhà, đàn bà nhiều việc lắm,
Nhưng mà dù khi cũng muốn ra ngoài vườn để enjoy, mà trồng cây gì cũng phải mất công tưới tắm, trồng cây sủng, cây sen, hoa sủng với hoa sen rất là đẹp và quý phái lắm. Mà không bận biểu và được hưởng mỗi ngày, được ngắm mỗi ngày và nhiều màu sắc nữa. Hoa sủng rất nhiều màu, hoa sen có mấy màu cho hoa sủng nhiều màu lắm. Để vì bữa nay về tháng này là nó tháng 7 là nó nghỉ bông, nửa nửa tháng 7 là nó nghỉ bông cho tới khoảng nửa tháng 8 là bông bông rất là nhiều màu, mà dễ làm gạc vàng nữa, dễ chăm rồi, không có gần gũi làm phiền mình nhiều. Nếu các bạn cảm thấy mình loại mà các bạn thích để muốn trong chơi thì thích thì bấm like, đăng ký kênh cho mình, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái video tiếp theo là cách trồng, cách bỏ phân và chăm sóc như thế nào. Đơn giản lắm, rất rất là dễ. Qua kinh nghiệm nhiều năm mình mới làm, mới trồng được cái súng của mình rất là nhiều hoa, và cái cách chăm bón là mình biết cách và dễ, thì mình sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn. Thì các bạn giờ bấm like và đăng ký kênh để mình có những video mới để các bạn được trồng và cho đẹp giống như mình vậy. Mình thích các bạn có được một cái hồ súng, một cái vườn hoa súng, hoa sen cho đẹp giống như mình. Đó, các bạn nhớ nha, bấm like, đăng ký face nha, đăng ký kênh để qua những video tiếp theo. Bye!